Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Trời đất ơi, đi chậm vậy ba ơi, khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắm đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa, mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, rồi được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi? Rồi tao hiểu rồi, mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong ngốc hết trơn trời à. Đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 răm chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa bà, bà đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh? Mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trời rồi nè. Ăn cắp của mày? Ba biết không, ba chỉ đi, không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó đó. Nè, giả đi. Ủa? Tao lấy á. Ủa ba? Mày hay quá, mày đi chợ, mày te rẹt, mày đi, mày cầm cái giỏ mày đi, mày tới cái mày trả tiền, mày trả tiền cái mày đi. Mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu, ơ, giữ nó mới mua đồ nè, giữ nó mới mua đồ nè. Tao xách thấy bà tao luôn, cái giỏ mày có gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu đại chợ ở nay đám giỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Thế con ra nó cô có trứng gì ăn ngon? Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái bà chửi con đó, cái con lạng qua hàng bông. Con nói cô bán bông gì cô? Nay đây có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi hết trơn vậy. Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú có đô gì cũng xài được. Nay để cái đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thầy lấy con hai lóc Doraemon đi. Cái cũng chửi con nữa. Đó, con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh chanh, đem đồ vô đi. Ủa trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám giỗ người ta, đây là đồ là... cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt, ai về ta đốt là villa không, chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là ta mượn của người ta, ta đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô, con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám giỗ má đó nghe. Mấy năm trời anh không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con cũng lo cho má chứ con. Bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ôi. Ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ếch Singapore, đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ội quá, mặt ội quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời ơi, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con có gì đâu mà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ối rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch nước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ sao? À vậy mà phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ, chú để giữ giùm con cái chìa khóa cái con xá nội cái. Hôm nay đám giỗ nội. Chú ba. Vậy. Con nói thiệt nha, con xá nội cái thứ nhất là con chào, cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi con khóa cẩn thận rồi.
Khoa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến rồi hết chưa? Trời ơi, kiến là con lên hết trơn rồi. Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Trời ơi, ghê lắm chú ba ơi, ngày xưa trên Sài Gòn nha. Lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ dòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi, nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra. Vừa chạy ra con đút cái đầu con vô kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi, sao mà kinh khủng như vậy. Con ngước lên là mất thêm hai cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà. Mình chui khỏi cái đầu mình ra xe. Dưới đây là cái bánh xe. Con quạ quá, con lấy cái chân con suốt bánh xe. Suốt một xe con té luôn chú ba. Nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không, chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà chứ ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất sợ mất xe hả chú? Không, mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua, ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa, mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao? Mày khóa cửa mày đóng ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Ôi, chết cha ơi, chết rồi, đợi con chú ơi. Ba ơi, thôi chú, chị phá. Đây, chị phá. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Ba thở một cái cho con vui đi ba ơi. Ba ơi. Ba thở cái gì? Mày hết chuyện, xích beo người ta xích ngang bụng. Mày xiết cổ tao vô cái ghế. Mày điên hả? Ba tới đi. Ba. Anh hai lâu dữ mới về ha? Ừ. Nằm ba ngủ quá trời quá đất mà. Ấy sao mà kêu được, vừa mới bước vô xe thôi, nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch ni lông. Kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó ba không có nghe. Mà Hát-xì. Gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú Hát-xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắc ối một phần thôi. Một phần con bịch cái bao ni lông á, là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở về tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ông ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ông về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn á. Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bằng cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Không. Đi về đám giỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục. Đám giỗ là gì? Đám giỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tao, hiểu không? Không. Vô duyên vậy mày? Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện với tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Thôi. Mấy năm nay anh không về, anh về anh làm trước mắt ở đám giỗ, không ai dám mời ai. Mỗi lần đám giỗ là gây lộn mà. Ê, anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám giỗ của má. Trước là đám giỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú má. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Chú giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công, tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Mà sao? Người ta đem bò tới người ta tế má nè, đem heo tới người ta tế má nè, đem gà tới người ta tế má nè. Người ta mừng quá, bị ba chết rồi, người ta mừng quá, người ta về, người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Nó bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có con chùm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời em có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? À,
đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đi. Dạ. Bác hai mày về rồi đây. Tha rằng ngươi đừng về. Vậy gì mà nhanh gì ạ? Trời ơi bác hai, hay bác hai mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày. Hết cha tới con à. Nè. Ăn nói vô chứ. Vừa phải thôi, tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè nè. Hai đứa nè. Mày đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi. Mình kiếm chuyện chứ. Ba. Cúng đó hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ à, thì mình làm cho nó chu đáo. Năm nay có đại gia Sài Gòn về, phải để cho họ hưởng phước nữa chứ. À. Phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Đó nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2 bộ rưỡi. Bác hai cúng gì bỏ vô đi. À, đâu có cúng sơ sài như vậy. Nhanh đi, cho tôi cúng cho rồi. Đi. Tới giờ cúng số rồi. Số là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây, đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL. Tiếng Việt là Ygritte HL. Thấy chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má. Để xuống dưới má sức để mà da nó săn sóc cho mặt cho nó trẻ lại. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con. Ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc. Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt đó. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không. Sao không cúng xe gắn máy? Mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Phải, dân Sài Gòn, dân Sài Gòn. À, con tôi nó cúng xe đạp. Vậy đó mà cũng cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt á. Cái xe đạp như xe đạp xiết khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi. Thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh, con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống bánh mới là thiệt, thấy không? Không ba, ba cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để lên đó ra cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê, đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì mà trước đừng... sau mày cũng xài. À dạ dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi. Quẹn cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà ông để gì kỳ vậy? Người ta chết rồi, hưởng hương qua thôi. Đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi. Con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi. Tôi không muốn người nhà người ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À, bà con à, tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong, thơm quá. Ủa vậy cuối cùng mày hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ổng đưa bà nậu mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác hai yên tâm đi. Ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món nó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó. Ví dụ như ăn niền xe đạp nè đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại. Đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang ha. Hồi nãy giờ vô tao kìm lắm rồi nha, mà tao cứ kiếm chuyện cho tao. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy? Bao nhiêu năm trời ăn như vậy à? Bữa nay anh về anh cúng chơi đời vậy hả?
Mấy năm trước tôi có về rồi ha, mà chú về chú không có quan tâm tôi, chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Đừng có nói tôi là không lơ là cái gì, anh là con trai trưởng mà anh nói vậy nè, chú không có hổn nghe chưa. Thôi không vậy, lần nào gặp tuần nào gặp cũng gây lộn hết trơn vậy, thôi bỏ người nhịn nhau tí. Tao có gây gì ông đâu, bực quá mà. Cái gì vậy, cái gì vậy, ông Dũng bị gì vậy? Dầu gió sức cho nó nó tỉnh rồi đó. Trời ơi, sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hương thử. Con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bắt ai đồ đánh, coi chừng có ai nhập vô đó. Ba có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại. Bây giờ không số nữa. Tao là ba mày. Ma mày. Ê, có chừng ông nội. Đánh con tôi. Chính đánh con phải ông nội đi bây giờ. Vợ tao còn quánh chứ. Đừng có nói mà. Mày đưa được vợ nữa. Bây giờ ngày hôm nay ba nhập vào xác của thằng Dũng để về thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không? Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Tôi cái năm sinh đó phải của ông nội mày không? Phải. Bà để thôi, bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi mạnh quá. Trời ơi. Đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Để con vô con coi ba có ghi trong bàn thờ nè. Vậy là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba đây nè, bàn thờ ghi nè, 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có bài hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn, 23 tháng 11 năm 2019 là ngày đám ma ông này. Ê, không có giỡn nha, chết thật là mà đám ma. Đại không, trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây làm chi vậy? Đây nè, Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất, chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy trên năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ồ đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. À. Đó, chính vì ông lấy cái số điện thoại này ông làm ăn cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba, cái số đó sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Trái cây mà 34509 bán này ăn. Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải đúng là... ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Thứ... Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy, má không về? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác.
và cả nú không mà cúng gân bò xào sa tế cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Bà nhớ mấy đứa lắm, nhớ má của tụi bay nữa, bởi vì ở dưới không gặp được. Ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lơ qua trên lối đi về, nhìn theo say đắm mà muốn kêu mà sao không dám. Sao ba không kêu? Ủa đó càng tiếng rồi. Trời ơi, trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi. Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng Hai rằng: dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám dỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì? Vậy cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy về mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má, má là má của mày nè. Má mày. Trời đất tao ơi lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à? Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân. Bà nội, bà nội. Bà đúng nội, rồi. Đúng là má, má tên. Bình là... thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à, kêu má là bà Chín, bà Chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. À. Hay gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sở dĩ tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân, à, lúc đó tại má tao đau đẻ lúc ba đang thèm phở, má đặt cho đỡ thèm thôi. Tao về ngày giỗ tao thấy buồn quá à. Làm gì má buồn? Ủa ba mày mới đây đâu rồi? À... đi rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, làm sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao giờ chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Ừ. Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín răng miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tao lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, bà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ mới thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không, đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Có mà má, con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè thấy không, màu hường nè thấy không, rồi vàng dòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây là mới nói không có sao được, đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao, mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng dòng mày mua cũng 4 số 9 đâu, quá trời 4 lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo với tôi đi vòng vòng, mấy bà bạn mới chọc tao, mới nói xiềng xích đeo chưa đủ, sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt chứ con đâu có biết đâu. Mời mốt còn được, còn cúng còn để nguyên. Tới hồi mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói, đám giỗ tao mà không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết, tụi con cúng. Thích cái gì thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Bà đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào?
Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa, anh hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết. Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dong phải không? Trời ơi, bà đừng có láo nghe. Bà là má giả, má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm. Còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa. Cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh. Chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rút răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi, chắc bà đẹp bà. Chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành. Ai biết xung quanh cũng biết bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia, xấu lịa. Trời đất ơi! Tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật đổi sau giờ bà cũng còn xấu. Má nè. Mà tôi biết. Má nè. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp. Còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng. Đúng là có câu giải thưa không che được bắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được bắt người. Trời, tôi bay vô lấy cây nhiếp đi. Tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Đúng. Bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó thôi biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó đó. Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi. Để nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè, má chết rồi má là ma hay là người? Vô duyên. Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải làm ma chứ. Bà cái ông bà kia bà, tôi đánh là chết. Bà đi, bà đi ha, hay đuôi đi. Cái gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao bà rảnh bà đi kể cho bồ nhí bà nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con đã đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Con đã đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hớn. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng. Ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng ác cúng ôn. Nhất là thằng hai nè. Nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi. Nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu đồng cắt xuống dưới. Bà nhớ không? Có một lần bà khô môi, bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà. Xài đồng cắt ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết
nó đốt đồng xu thiệt, không đốt nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao sai mấy cái vụ đó bỏ qua đi. Đám dỗ tụi mình á là ta nói hả, cha mẹ nuôi con á biển hồ lay lan, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tính là nào trời, nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn thì đó. Mà cũng tại ông nữa, bây giờ tụi nó mở gặp nhau là cãi lộn à. Cũng tại ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả, tụi hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi, ông lo nhậu nhẹt không ha. Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả, bà bó bà đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú. Bà quên hả? Ông cho bú đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm bảy. Cái đợt này là bảy rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không, ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè, xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ, rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó đại thương em mà, đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều rắn cắn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm xong quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, em nó chui lên cây em trốn. Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên. Em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai để anh hai đi về. Đó, như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Đó thì cuối cùng xong em về em nghĩ, ủa sao mình ngu vậy. Nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à, nói giống nhà cha chính không tốt. Tóm lại là anh em mình thương nhau chứ đâu phải đâu như có là, phải như là hai người này nói đâu. Thấy chưa, em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh ta nói hồi nãy rồi, ba anh hay kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa, bác hai cũng có kể hả? Ủa, không có. Ba em kể rõ lắm. Chị mày dạ, bà dạy hả mày? Má, anh làm bà ơi, bà. Ông ơi, bà nội mày chứ bà. Bà nào? Mày tính nói gì? Bà nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh con. Má, má mày tao còn đánh. Má, đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày mày nghĩ sao vậy hả? Giảm giả ông nội mày hả mày? Tại vì hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè, ba với bác hai á không có dịp gặp, ai cũng bận hết á. Mà năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà, mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùn đẩy trách nhiệm hết. Ủa, ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ không nhường nhịn nhau tiếng hay sao mà cãi lộn hoài? Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ thành dự là bài ra hết. Vì muốn chú á với lại ba quề lại yên bình lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau á, gọi phay tham mà tức đêm tức hôm muốn thăm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Điểm tại ba mày chứ ai, ổng làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải rồi này nọ ổng không chịu về quê. Đâu phải tôi không về, cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Giận tôi mới lẫy tôi mấy bao nhiêu khách để ý gì, anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi, con nói thiệt á là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà, rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi, mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh, nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á là toàn nấu á những cái món mà anh thích ăn không đó, ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chưng nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình,
Ừ, vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba, giờ về phải không, vui vẻ phải không? À, tính tiền điện tháng này đi. Gần tới đám dỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi, nhiều tiền điện nhiều lắm. Không, nhiều lắm mà. Không. Lấy cái bill nè, bữa cho anh gửi về nè, anh đứng đi em vàng ra. Thì đó, bây giờ cái tiền là phải trả chứ. Đó. Mình thiếu nợ mà. Bao nhiêu cũng trả mà. Bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái... Tụi bay đưa bill hay đưa các băng Khánh Thành vậy? Tao đưa tao coi cái tổng thôi. Cái tổng? Tao để tao trả chứ có gì đâu mà. 9 triệu 2 nè anh hai trả đi. Nhiều quá, trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này thôi cho. Thôi giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi. Cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Đồng kết cho ông bà nội vui nha. Rồi. Vô đúc nhang đi, ăn cho nhà ăn cơm nè. Bà nội ơi, phải ơi. Vui quá. Lòng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên. Đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng thì đem qua dặn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận cả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Gì? Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi, vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm đây tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời hết rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Không tâm. Ây cha. À, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá, bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là
bà chín rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứa cái tư thế nè, coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác vỗ vỗ nó lên lại, vỗ lên. Hả? Trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai phải đi nhà thương đó. Đây nè nha. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lựa cái nào đó. Lên lần cá túng cái mà lựa lựa lựa. Cá tươi ổng vứt, cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à? Không có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. À, nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhắn không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi, chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai, sai, sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó, đó. Cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ, mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Sao? Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trườn xuống cái giường. Cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết thấy không? Trời ơi. Lấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, này bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin với em. Ổng biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ổng đi phà phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường. Chứ còn cái gì nữa? Bụi tre tôi tàn mạc là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sao không như nhau, không yêu đương nhau nữa. Thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông... Ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng đứng gần tôi, bà đừng lây cái khùng qua người tôi nè bà nãy. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lũm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết vậy. Ra mà bà xăm tấm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80 ngàn thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình, tiếng rưỡi vậy đó bà. Thì có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu nha với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao? Kỳ này mà ổng về đây nha. Tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha. Tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm 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 làm trăm mảnh tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Thấy không? Phải xài bằng cái này. Chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà. Đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay. Có loại chị cắt bằng kéo. Có loại chị phải bỏ vô má chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Đúng không? Dùng não.
Trời ơi, phải dùng não hả chị? Ừ, tôi rành không lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ chè đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải, bị bả không rồi. À? Không phải. Em chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng mà về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm. Bực trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời, tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Ừ. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Ừ. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Ừ. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha? Ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố. Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ham rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó đánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Ừ. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối, con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi. Chồng chị bây giờ là số 1. Vâng. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Trời ơi chết rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Trời ơi chị, bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà anh em có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy. Hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cho bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Thấy không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy. Đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử cho ổng, nói chuyện với ổng, xử cho ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu đi. Rào. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Cho tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm cái gì vậy? Huyết gió. Huyết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phù 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 mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia. Trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa con gì vậy?
Con gì mà kêu thấy ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình, là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Thấy không? Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá, tôi nổi da gà luôn. Rồi. Sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ cũng mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ kệ tôi. Như cái hộp chị Mào vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè. Với bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Hồi nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi bị cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái gì hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Bởi vì bữa nay bả làm sao á? Về đứng căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Mình nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê. Bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì, tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở truồng mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có thào lao nha. Ai mà ở truồng mà đeo jean nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà. Sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Biết cái gì chứ, cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói, tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện thôi, tôi đi về ghê quá. Bỏ đi đây. Anh đừng có xạo ha. Anh thứ sáu ha, sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Ha, tôi ghét chứ bước bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay, tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ á.
Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao ông thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha, bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi, đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh. Bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, mày kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải giận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này là ông nội. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sắp kỳ vậy. Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 bằng ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đưa đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập đi cứ lặng qua. Rồi, không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Tập phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè. Thiền, tao đem đưa gai tôi thử thì có. Tao lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bảy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy, lòi ra hâm ghê quá. Bà không ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Bà không bảo ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình. Anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô. Thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Khốn nạn là Giết phụ. Oh yeah. Giết phụ. Trời ơi, cái này là thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn. Đâu có để tao không vậy? Bà có ý á mày. Lấy vợ tao hả? Mày lấy vợ tao lấy. Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy ơi. Ông Bảy ơi nè. Đứng lại. Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhịp tao bảy nhịp. Bà nói gì? Để giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á.
Chúng mày đã đó, tôi chưa tin chúng mày đã. Ôi ơi, rồi sao tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà đợi đồng nào lấy vợ người ta? Mày điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó? Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mớ tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Em ơi! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tôi... À, mọi chết! Quỷ ra khỏi nhà tôi! Đi ra khỏi nhà! Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ghê! Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi biết bao nhiêu năm mình đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Bồi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh 7 tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi hả? Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt. Hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm 2 thằng trai đất nước. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi, giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi, trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bà cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ đó, bể hết rồi. Giờ khủng khiếp bể hết rồi ông ơi, bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì đi chăng nữa, bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay nghe, niệm Phật nghe. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác người ta được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè, có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói, giờ nói chuyện bà làm sao? Bà nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Tụi nó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà, cái nhà mới lội mặt chuột. Ông á, cái nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi, ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai. Nên. Ông sai. Nên chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi. Hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết lên như vậy. Bà bậy bạ à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả?
Vợ chồng ăn ở mấy chục năm, bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi ấy cho. Cái gì vậy? Ông đúng, tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm ba phần đó. Chị một phần, anh một phần đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao, nghĩ sao vậy? Vợ chồng ta đang ly dị, đi nhào vô chia ba phần ông phần, còn tôi đứng đây để chó ăn sao? Bốn phần, tôi phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy? Tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à? Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loạn hả? Ừ. Ai? Cái ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loạn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loạn? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi còn cái gì? Còn ai? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Chơi hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Trước cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh mà chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá. Tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Thấy rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, không có gì đâu. Móc. Cái này em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo, ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời, kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái này thông minh. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hối hận quá nói không nên lời cái đá hết gì đó chơi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ. Tôi nó là không thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên là ngày đám cưới vậy, con hát bà cho mà. Bài gì? Nha, gọi là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị Tám chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trăm năm ông đầu ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Ừ, đúng không tốt. Chị? Ủa? Hả? Nãy tôi chưa có bỏ vậy trơn, nó để vô nó bỏ tôi cái à, giờ nó dẫn luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ca lần siro uống mà đâu mà cho nó vẫn càng ra ngoài à. Còn anh sao? Ủa? Vậy? Con sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu nó ngồi nó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Ơi, ta nói bởi vậy nè, bởi thế nào nhiều chuyện xa
Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi đang trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tới đây mà còn nói xeo chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên nó cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa vậy không phải hả? Không phải. Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ống tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ có cây gì. Tôi nói mình động ngộ tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi, cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ mà hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cái cậy ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Cô này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Thì bây giờ tôi thí dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chân tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chứ chắc. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời vợ cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ mà nhí nhảnh ghê. Qua rồi. Anh ấy ơi. À, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số thôi. 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày.
tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường cho bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Luật sư thôi mà. À, thôi được rồi. À, bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? À, tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thấy chưa, ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày? Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà, ga lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay cái yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để là thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ, anh làm rớt xuống, em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? À, tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè. Tôi trẻ đẹp như vậy nè. Ừ. Nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi. Xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời. Nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hốt ha. Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc. Tự tin còn hơn tôi. Rồi cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình. Ổng như vậy hả? Lấy chi? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè. Tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì... Là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê, ông anh! Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây! Đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư á. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Vấn đề này là vấn đề tế nhị.
tôi biết luật sư hiểu mà. Vụ đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh thì đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh thì đã hết. Chí quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Tại sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cô cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao. Hên xui mà. Đúng. Đó, bởi vì đêm nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác, chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh, bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ổng nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ổng ăn gà ác, cái tự dưng cái ổng ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó không. Đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Phải biết, phải biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Cái tôi thấy vậy cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng nắm cái nút, nút gì, nút đèn ổng dặn tắt, xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi mắc cỡ, cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt, xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ. Chị kia con có trời, nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi, nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư tật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả, lấy con hả, cô còn đòi hỏi ổng gì điều gì nữa, thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được, thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con với cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư, xin lỗi tôi vô duyên. Không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi có chuẩn bị trước ha. Very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi.
tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó.